number 6 and team captain Pua Fale Papalagi. Number 7, Tuia Fale Papalagi. Ngoài phía phía với thằng thì bay phía cây tổ luôn ngoài phía phía với thằng bay ngọc phát tá mười tím đi bữa nay cây màu bay ngọc phát tá này cái thì bay phía cây tổ luôn. That's Tuia, one of the under 19 who came here, and they also played for the national Tonga under 20. It's also a history. He's playing with his dad in the field. Ngoài phía bay ngọc phát tá mười phố hà quỳnh thì ta lấy những con phát mèo qua cái tiếng mao cái phải chỉ kia qua cái cả bé cái mập bò đi bò lại mập ngáo lê lê và bé thì mập huy kia hàng ngáo mập lau mập phá học cái phim ngáo vãi ngáo cái áo như mập cún này mập phá là lăng ở tua không phải phía bên tôi vẫn phát tâm một tâm ấy nó phải tốt hơn đắt cái phim ngáo cái ngay cái ai cái ngay cái ai có uống cái cái mà ai có phải cái phá aku ma fia fia aku tapi aku tu pun mana fia fia pun mau timi ni faham aku fikir kai faham aku ni faham aku ya dalam menu apa ke faham kan mai tengah timi ke banyak aku. I think it's a player to watch in the future in the Oceania with scoring 3 goals in the club championship. It's really a good incentive for him to keep going and do better. Fakar kalap pun ke, anjing mau tahu lo tapai. Anh nào vay ngọc phù lo biểu vậy, thành bao kỳ lấy cái phù á, ô, ai lo cái biểu vay ngọc bên này thì tạo tài niệm mà, ai lo cái biểu coi như mà vay ngọc phá tài thì coi như phải cả lập hoa với biểu phá hoa với ai champion thì champion phá hoa của mình coi như cực. Number 6 is a score and is a captain, so the two father and son they scored, that's a history for Tonga and also for Oceania. For a father and a son to score 4 goals between them.